giờ mấy đoàn lăn chuẩn bị đang đứng ở đây chuẩn bị đi. Xếp hàng lên đường. Quá chừng. Những đoàn lăn chuẩn bị đi hầu hầu cho bà. Đông như kiến luôn. Đứng đâu vậy? Ờ, tôi tưởng mà đi lại chứ 10 chứ. Không nghe luôn. Đây trong chùa bà chưa có khinh kiệu ra, khoảng chắc nửa tiếng nữa là sẽ có ha. Đây có những nhà quay phim. Có ba đường chai chất suối nè, đúng không? Đứng ra đi, mấy người trong nhà đó. Này xe cậu luôn, chỉ có trong nhà thôi. Tiên nữ ta coi quá trời, có thằng tài đi vòng vòng đó. Thank you.
ở trong này mới vui nè. Thank you.
Giờ xong rồi, 3 giờ trời. Em buông xả. Chương trình của bà đến đây xin được chấm dứt. Và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nha. Em đang đi chung với đoàn lăng. Rồng Hải Nam.
đông bà cố luôn.